ra quyết định 5G dựa trên bằng chứng, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc tin tưởng, anh sẽ đánh giá bằng chứng khi quyết định thiết bị của họ có được triển khai trong mạng 5G hay không. Trước đó vào hôm 14 tháng 1, thủ tướng Anh ông Boris Johnson tuyên bố những người chỉ trích thiết bị của Huawei cần cho biết công nghệ nào nên được sử dụng thay thế. Ông sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào gây nguy cơ an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng đến sự hợp tác của anh với các đối tác chia sẻ thông tin tình báo. Dự kiến trong tháng này anh sẽ đưa ra quyết định về việc có cho phép Huawei cung cấp một số bộ phận cho mạng 5G hay không. Trong khi đó, Victor Zhang, phó chủ tịch của Huawei cho biết, công ty hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng công chúng Anh xứng đáng được tiếp cận với công nghệ tốt nhất có thể.